Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Anh Chế. Trước khi đến với phần 155, chúng ta cùng điểm qua những bình luận được like nhiều nhất ở phần 154. Anh em hãy bình luận thật hay và thật nhanh để được lên TV nhé. Mọi người ơi, có thể giúp em kéo thằng bạn em vào sát với mọi người được không ạ? À? Đấy, sát thế này được chưa? Đổi chỗ cho nhau một tí nhá. Gạt chân lên cổ cho tình cảm nhá. Mấy anh chỉnh cho em ngầu xíu được không ạ? À? Đi chăn bò cầm cây roi thật to, bò không đi ta lấy cái cây ta chọc thật to, bò đã chạy về nè. Đi đường quyền cùng cố Minh Hiểu nhá. Ghê chưa? Dắm ba cái tường bê tông, tuổi gì với Luffy? Đây là sức mạnh của Yasuo thông thạo bài. Các anh cài cúc áo lại giúp em với ạ, em cảm ơn. Bây giờ nên cài lại cúc áo hay là xẻ áo đó luôn đây? Anh em cho ý kiến với. Chưa kịp giúp thì cô ấy đã tự cởi ra luôn rồi. Đây là pháp sư chuyên trừ ma diệt bạo. Các anh xóa giúp em bạn nữ phía sau với ạ. Bác nào ghép giúp em anh nào đẹp trai ngồi ôm em đi ạ. Anh em ơi, chui vào đấy sướng lắm. A few moments later. Bóp đi, hey, bóp đi đừng ngại ngùng. Cháu ngoan của ông ơi, lại đây ông tặng quà. Trái phương Đông không vừa lòng thì chọn trái phương Tây nhá. Các bác giúp tóc em trông gọn gàng hơn với ạ, em cảm ơn các bác. Ta sống hiền lành như vậy mà tại sao cũng không yên với các ngươi nữa. Vâng, xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng một máy sấy tóc. Nhưng mà trọc đầu thì cần gì máy sấy tóc nhỉ? Thôi, lấy về sấy lông nách được nhá. Các cao nhân giúp em bốc đầu được không? Các anh ghép cảnh trời mưa giúp em với ạ, em cảm ơn. Ông trời tạo ra địa chấn và em đi đái chính là điểm nhấn. Mọi người có ý tưởng gì vui vui không ạ? À? Nói a à, đi nào. Ê!
em cô giáo ở giữa rồi nối tay em với bạn nữ lại được không? À, thì ra cô giáo trộm đi bay. Quẩy lên đi, quẩy lên đi anh em ơi, quẩy lên nào. Xuống làm gì rồi lại phải lên. Lên, 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 lên luôn. Quẩy. Nhờ các bác xóa giùm em ông áo vàng thay bằng một cô gái xinh đẹp với. Cảm ơn mọi người, chôn thoải mái nhá. Mèo 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 mèo. Tay 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 tay. Mắt tay tay tay. Phước được một lần đi Huế, mọi người giúp mình ghép vào một khung cảnh ở Huế với. Cảm ơn nhiều ạ. À. Bệnh viện tâm thần có phải là nơi để chữa trị cho các vị thần kính? Nhìn giống hôn má vãi trường. Thùng lột rồi, vào vả xe rồi đi tiệm nha. Các bác xóa giúp em những người xung quanh với ạ, à, em cảm ơn trước. Mày dám xóa tao hả? Tao giật chồng mày luôn. Giúp bạn xóa người rồi đấy. Còn bóng bạn tự xóa nhá. Các anh xóa giúp em cái thùng rác với ạ, à, em cảm ơn. Ngày xưa ăn một quả khế trả một cục vàng. Ngày nay xóa một thùng rác thì tặng một chiếc xe rác. Các bác chỉnh cho em lung linh hơn được không? Đây là em gái của Ricardo Milos. Ai xóa hộ em bạn nữ được không ạ? À? Em cảm ơn. Bác nào có lòng tốt ghép giúp em bãi biển với ạ? À? À đủ, lại là dog man à? Ai đó thay cho chồng tôi cái áo đẹp hơn được không? Cái áo này nhìn xấu xí bờ lờ. Các anh thay cho em chiếc xe xịn xò hơn với ạ. À. Các bác ghép cho cháu đang cầm sách vở và giấy khen đi ạ, à, chứ nhìn bạn kia cầm mà lòng cháu buồn quá. Xin chúc mừng cháu đã đạt danh hiệu xinh nhưng học dốt. Các anh chỉnh cho cái bánh sinh nhật to hơn giúp em với ạ, à, em cảm ơn trước. Nhờ anh chị ghép giúp em mấy quả bưởi vào ạ, à, ra vườn hái bưởi mà chẳng có quả nào, em cảm ơn. Hello motherfucker. Chào các bác xóa giúp em những người phía sau với ạ. À. Các anh thay cho em cái túi xách xịn xò hơn với ạ. À.
Anh em chỉnh cho con cá to hơn giúp mình với.